Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Phụ huynh Hà Nội có con chuẩn bị vào lớp 6 đang đứng ngồi không yên trước thông tin do Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra, đó là trường chuyên Hà Nội Amsterdam chỉ xét tuyển chứ không tổ chức thi đánh giá năng lực. Càng gần thời điểm dự kiến diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, càng có nhiều thông tin nhiễu loạn về khả năng diễn ra hội nghị mang tính lịch sử này. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 23 tháng 5 của chúng tôi. Thưa quý vị, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, sáng nay, đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo trước Quốc hội dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, gọi tắt là luật đặc khu và được Quốc hội dành thời gian thảo luận trước khi thông qua vào cuối kỳ họp. Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu bày tỏ sự đồng tình trong việc thành lập đặc khu và các cơ chế riêng được quy định trong luật đặc khu với việc ban hành luật cho khu kinh tế đặc biệt, vì đây là mô hình mang tính đột phá mà các nước trên thế giới đã thực hiện, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, được các tỉnh trình nghiên cứu, tổ chức hội thảo khoa học. Tuy nhiên, luật cần phải tiếp tục thảo luận, đánh giá làm rõ loại hình kinh tế cạnh tranh, điểm khác biệt giữa khu kinh tế đặc biệt và các khu kinh tế khác. Nhiều đại biểu cũng bày tỏ sự băn khoăn trong việc dành quá nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư chiến lược tại các đặc khu kinh tế. Liên quan đến các ưu đãi về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, không đánh giá quy mô mục tiêu, địa điểm dự án, có ý kiến cho rằng việc không đánh giá về công nghệ, không đánh giá mục tiêu, nếu việc thực hiện không đúng như định hướng, gây hệ lụy cho xã hội, cần xử lý thì sẽ xử lý như thế nào? Việc trao quyền của nhà đầu tư chiến lược, việc thu hút nhà đầu tư chiến lược có ý nghĩa quan trọng, cần phải có cơ chế ưu đãi nhất định, nhưng không gây ảnh hưởng đến sự quản lý quy hoạch. Cần giới hạn nhất định các nhà đầu tư chiến lược, tránh việc chi phối đến hoạt động chính sách của nhà đầu tư. Nhà đầu tư chiến lược cũng phải bình đẳng so với các nhà đầu tư khác trong việc lập quy hoạch, chính sách phát triển. Liên quan đến thu hồi đất đai tại các đặc khu, một số ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng việc giới hạn quyền thu hồi đất là cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Nhiều điểm trong quy định luật đặc khu, thu hồi đất tiềm ẩn nguy cơ lạm dụng trong việc thu hồi đất vì lợi ích của nhà đầu tư mà quên lợi ích của người dân. Đề nghị đánh giá lại tính cần thiết trường hợp thu hồi đất. Hội đồng nhân dân đặc khu có không quá 15. Tiếp tục phiên tòa vô ý làm chết người và thiếu tinh thần trách nhiệm khiến 8 bệnh nhân tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Trả lời hội đồng xét xử sáng nay, bị cáo bác sĩ Hoàng Công Lương tiếp tục phủ nhận trách nhiệm khiến các bệnh nhân tử vong theo cáo buộc của Viện Kiểm sát. Bị cáo cho rằng đã bị mớm cung và dụ cung. Tại phiên tòa sáng nay, trả lời hội đồng xét xử về trách nhiệm để xảy ra sự cố làm 8 người chết khi lọc thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Với tư cách là bác sĩ điều trị, bị cáo Hoàng Công Lương cho rằng không có trách nhiệm để xảy ra sự cố ngày 29 tháng 5 năm 2017. Bị cáo cho rằng đã cùng các đồng nghiệp làm hết trách nhiệm để giảm thiểu tai biến. Trong khi đó, trả lời hội đồng xét xử, ông Hoàng Công Khiếu, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng từ chối trả lời việc không phân công cho bác sĩ Lương vẫn phải chịu trách nhiệm trước sự cố làm 8 người chết. Ông Khiếu cũng từ chối trả lời luật sư về việc chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện biên bản theo hướng ghi thêm trách nhiệm cho bị cáo Lương sau khi sự cố 8 người tử vong khi chạy thận nhân tạo xảy ra. Trả lời luật sư, bị cáo Lương nói đã bị mớm cung và dụ cung. Bị cáo Lương cũng phủ nhận cáo buộc của cơ quan công tố trước cáo buộc của Viện Kiểm sát. Sau khi được điều dưỡng báo cáo hệ thống lọc nước RO, bị cáo Lương đã không kiểm tra, không báo cáo trưởng khoa và tự ý ra y lệnh. Bị cáo cho rằng bác sĩ điều trị chỉ chịu trách nhiệm trong công tác điều trị, các lĩnh vực về chất lượng thuốc và trang thiết bị y tế, bị cáo không chịu trách nhiệm. Hai bị cáo còn lại trong vụ án là Bùi Mạnh Quốc, giám đốc công ty xử lý nước Trâm Anh và Trần Văn Sơn, cán bộ phòng vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, thừa nhận tại tòa sáng nay về nguyên nhân làm chết 8 bệnh nhân khi chạy thận do tồn dư hóa chất trong đường ống nước RO sau khi sửa chữa.
Thưa quý vị, cách đây ít phút thì Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa khi trình bày quan điểm về vụ án và luận tội các bị cáo đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Công Lương 30 đến 36 tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Bùi Mạnh Quốc, giám đốc công ty xử lý nước Trâm Anh, bị đề nghị tuyên phạt 5 đến 6 năm tù. Bị cáo Trần Văn Sơn, cán bộ phòng vật tư, trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, 4 đến 5 năm tù. Cơ quan công tố khẳng định đủ cơ sở buộc tội các bị cáo theo tội danh đã truy tố. Bản tin xin được chuyển sang tin tức khác. Thưa quý vị, thông báo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là trường chuyên Hà Nội Amsterdam có thể chỉ xét tuyển chứ không đánh giá năng lực đối với học sinh lớp 6 năm nay. Thông tin này đang khiến nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên. Trước thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thay đổi hình thức tuyển sinh từ thi tuyển sang xét tuyển vào lớp 6 của trường chuyên Hà Nội Amsterdam, gia đình anh Khôi cũng như nhiều gia đình khác có con năm nay thi vào Am đứng ngồi không yên. Cái thứ nhất là nó phải rõ ràng để cho phụ huynh còn có cái phương án để mà điều chỉnh. Mà nhất là bây giờ đến cái thời điểm nó cận kề rồi. Mà đến tôi nghe thấy là đến 31 tháng 5 thì mới là có phương án để mà đưa ra phương án cuối cùng để xem có thi hay là xét tuyển. Thì về cá nhân tôi là tôi thấy tôi rất bức xúc về cái chuyện đó. Bởi vì bây giờ nếu như mà con mà có cái chế độ xét tuyển thì tôi sẽ cho hướng cho cháu học theo một cái hướng khác. Nó sẽ không bị áp lực về thi cử lắm. Khi có thông báo này, trên mạng xã hội, hầu hết các phụ huynh đang chuẩn bị cho con đăng ký dự tuyển vào ngôi trường có tiếng nhất Hà Nội hiện nay đều bày tỏ thái độ bất ngờ, hoang mang khi cho rằng ngành giáo dục không nhất quán trong công tác tuyển sinh và nghi ngại công tác xét tuyển học bạ sẽ có tiêu cực, đánh giá không đúng thực lực học sinh. Vẫn mong sở sẽ có thay đổi và quay lại phương án thi tuyển, nhiều phụ huynh còn chưa dám nói thông tin này cho con biết. Tôi cũng chưa dám thông báo cho con. Tại vì là cũng không thể nào mà cách đây một tháng tôi báo cho con là con cố gắng ôn đi, ôn thi thật kỹ vào để cố gắng làm sao đạt kết quả cao nhất. Và đến một tháng sau lại bảo con ơi con không cần phải ôn nữa, tại vì bây giờ là người ta chỉ xét hồ sơ thôi. Trẻ con nó sẽ không thể nào hiểu được là tại sao người lớn lại có thể thay đổi một cách chóng mặt như thế. Trước đó, ngày 8 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố việc thực hiện theo quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực vào lớp 6 với một số cơ sở giáo dục. Có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó có trường chuyên Hà Nội Amsterdam. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng, Sở lại đưa ra thông báo có thể trường Am vẫn tiếp tục tuyển sinh vào lớp 6 bằng hình thức xét tuyển, chứ không thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực như dự kiến trước đó. Thưa quý vị, trước thông tin trường trung học cơ sở chuyên Hà Nội Amsterdam sẽ không thi tuyển mà thay vào đó là xét tuyển, thì phóng viên VTC1 đã nhiều lần liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về thông tin này. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở đều từ chối trả lời phỏng vấn với lý do bận với các kỳ tuyển sinh khác. Lãnh đạo Sở cũng cho biết ngày 31 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới chốt được phương án tuyển sinh. Thưa quý vị, năm nào cũng vậy, cứ vào dịp đầu hè thì liên tiếp các vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn cả nước mà nạn nhân chủ yếu là trẻ em. Một con số đau lòng vừa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra cho thấy Việt Nam có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực Đông Nam Á. Trung bình mỗi ngày có khoảng 10 trẻ tử vong mà trong đó nguyên nhân chính là do các em không biết bơi. Mới đầu hè nhưng liên tiếp các vụ đuối nước xảy ra trên khắp cả nước. Ngày hôm qua, sau 10 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Bá Lương ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An bị trượt chân rơi xuống sông. Trước đó, 6 em học sinh trường trung học cơ sở Đắc Bút So, tỉnh Đắk Nông rủ nhau đi chơi ở hồ nước gần trường. Không may, một em trong nhóm rơi xuống hồ. Do tìm cách cứu bạn mà 4 em đã tử vong. Chiều ngày 7 tháng 5, 8 học sinh trường trung học cơ sở Long Phước, thành phố Hồ Chí Minh ra khu vực bờ sông Đồng Nai để vui chơi. Hai em không may trượt chân xuống sông. Do không biết bơi nên hai nữ sinh đã bị nước cuốn trôi. Nguy cơ đuối nước có thể tiếp tục xảy đến khi trẻ em bơi lội thiếu an toàn như thế này. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mỗi năm đuối nước cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 trẻ em. Con số này chỉ đứng sau tai nạn giao thông. Đa số các trường hợp tử vong khi trẻ tắm ở ao hồ, sông suối và tắm biển mà không có người lớn đi kèm. Nguyên nhân đầu tiên chúng tôi cho rằng quan trọng đó là thiếu các kiến thức kỹ năng, rồi là thiếu các kiến thức về phòng chống đuối nước trẻ em của các cấp các ngành này, của cộng đồng và của cha mẹ, người chăm sóc trẻ và bản thân các em. Thứ hai là mà bản thân các em hiện nay thì thiếu các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.
Mỗi khi vào hè, học sinh có thời gian nghỉ học kéo dài. Do thiếu sân chơi, nhiều em tìm đến các hồ, kênh rạch để được tắm mát mà không nhận biết nguy cơ đuối nước luôn rình rập. Thực tế này đòi hỏi gia đình, nhà trường phải trang bị kỹ năng sống an toàn cho học sinh. Có 3 giải pháp có thể dễ dàng thực hiện để phòng chống đuối nước. Thứ nhất, chúng ta phải dạy trẻ em biết bơi. Thứ hai là môi trường sống cần cải tạo để đảm bảo an toàn cho trẻ em. Ví dụ như sông, ao, hồ phải có rào chắn, giếng, bể nước phải có nắp đậy. Thứ ba là đối với những trẻ dưới 5 tuổi thì vai trò giám sát của cha mẹ là đặc biệt quan trọng. Đề án phổ cập bơi cho học sinh tiểu học trên cả nước sau nhiều năm triển khai. Nhưng đến nay mới chỉ có 30% học sinh tiểu học và trung học cơ sở biết bơi. Và mỗi ngày hè qua đi, sẽ còn bao nhiêu nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ sẽ không còn ở lại khi người lớn vẫn chưa tròn trách nhiệm với môi trường sống an toàn của trẻ em. Trước tình trạng đuối nước ngày càng tăng như hiện nay, thì việc dạy bơi cho trẻ là hết sức cần thiết. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Quảng Ngãi cho thấy, nhiều phụ huynh đã chủ động đưa con em mình đến các khu hồ bơi để dạy bơi và trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để phòng chống đuối nước. Những điểm dạy bơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi luôn chật kín trẻ em. Ngay khi nghỉ hè, nhiều em học sinh đã được cha mẹ đưa đi đăng ký tham gia các lớp học bơi. Dạ, học bơi rất là thích thú và coi như là biết bơi là mình sẽ không sợ gì hết, không sợ nước sao, không sợ gì. Như vậy là sẽ rất tốt cho bản thân mình, rèn luyện kỹ năng sống cho mình nhiều hơn. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra 10 vụ đuối nước ở trẻ em, cướp đi sinh mạng của 11 trẻ. Chính điều này đã trở thành nỗi lo lớn của nhiều bậc phụ huynh. Vì vậy mà lựa chọn đưa con đi học bơi được các bậc làm cha, làm mẹ xem trọng. Với mục tiêu là có thể giúp cho con mình trang bị được những kỹ năng cần thiết trong phòng ngừa tai nạn đuối nước. Hiện tại là trẻ nhỏ thì đuối nước xảy ra rất nhiều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chúng ta. Mà chúng nên chúng ta phải con em phụ huynh chúng ta phải là phải cho nó đi học bơi. Thì nó hàng được là khi mà có sự cố thì nó có thể xử lý được tình huống cơ bản cho bảo vệ cho bản thân nó. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư rất nhiều hồ bơi theo hình thức xã hội hóa nên rất thuận lợi cho việc học bơi ở trẻ. Tỉnh Quảng Ngãi rồi các địa phương nói chung là cũng rất là nhiều giải pháp, đặc biệt là trong cái việc xây dựng các cái hồ bơi rồi tổ chức nhiều cái lớp tập huấn bơi, thì phải nói rằng là đánh giá thì tới giờ này thì cái cơ bản á, thì phải nói rằng là cái nhận thức kể cả của phụ huynh rồi các em rồi kỹ năng thì nó cũng được lan lây, thì cái này tôi nói là cái nó cũng rất là hiệu quả. Học bơi, học các kỹ năng trong phòng chống đuối nước dành cho trẻ, nhất là trong dịp hè, là một trong những giải pháp hữu ích vừa nâng cao thể chất vừa ngăn ngừa được những vụ đuối nước thương tâm. Thời gian này, người dân Hà Tĩnh đang phải gánh chịu thêm một vụ mùa thất bát khi hàng trăm hecta ngao sắp đến mùa thu hoạch bị chết trắng. Nhiều hộ gia đình đứng trước nguy cơ trở thành con nợ của ngân hàng do vay vốn làm ăn. Điều đáng nói là hiện tượng ngao chết đã diễn ra suốt một thời gian dài, nhưng cả cơ quan chức năng lẫn người nông dân đều chưa có giải pháp để ngăn chặn. 1 kg ngao thương phẩm có giá từ 15 đến 20 nghìn đồng. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, vụ mùa này vợ chồng anh Hưng sẽ thu về từ 300 đến 500 triệu đồng từ 4 hecta ngao thương phẩm. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, toàn bộ ruộng ngao của gia đình anh đều bị chết trắng. Ngao chết này thì thường xuyên năm nào cũng có chết cả. Nhưng nhất là cái dịp mùa hè nặng ở đây là chết là rất là nhiều, khoảng 60-70%. Gia đình vợ chồng nhà em bây giờ ở ngân hàng là bây giờ nợ 300 mấy triệu rồi. Cuộc sống ở ngoài này chỉ có bám vào cái nghề ngao hiện thôi, chứ không có cái nghề nào hơn cái nghề này nữa. Đến bắt buộc là nhà em đâm lao phải theo lao, chứ không biết làm nghề gì hơn. Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 120 hecta ngao bị chết, tập trung ở các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và Lộc Hà. Chi cục thú y Hà Tĩnh xác định nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ngao chết là do mật độ nuôi dày, ngao thương phẩm bị yếu sau quá trình sinh sản. Đặc biệt, hiện tượng sương muối kéo dài làm cho các yếu tố môi trường thay đổi, gây bất lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của ngao. Đề nghị có các cái kiến nghị chính sách liên quan đến để hỗ trợ cho bà con nhân dân tạo điều kiện để tiếp tục sản xuất, đặc biệt là cái nguồn vốn để bà con tạo ra sản xuất. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Hà Tĩnh cũng khuyến cáo người dân khẩn trương thu hoạch ngao đạt kích cỡ thương phẩm
tiêu hủy ngao chết đúng quy định để tránh gây ô nhiễm môi trường. Liên quan đến việc dự án trường mầm non tư thục Happy World được Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai, Hà Nội chấp thuận mở cửa 3 cửa chính đi vào đường nội bộ khu chung cư Helio Tower, sử dụng toàn bộ hệ thống hạ tầng sân vườn chung cư trong quá trình thi công và vận hành sau này. Điều đáng nói là việc xây dựng ngôi trường này được cư dân khẳng định là sai quy hoạch và chưa nhận được sự đồng thuận của họ. Bức xúc trước sự việc này, cư dân đã căng băng rôn biểu ngữ phản đối chủ đầu tư. Đây là con đường dẫn vào dự án trường mầm non tư thục Happy World. Và con đường này cũng là hệ thống hạ tầng sân vườn, đường đi nội bộ thuộc khu chung cư Helios Tower, 75 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Mâu thuẫn xảy ra khi dự án trường mầm non tư thục Happy World bắt đầu được triển khai khiến cư dân bức xúc. Tại buổi đối thoại, chủ đầu tư trường mầm non tư thục Happy World khẳng định đã lấy ý kiến và nhận được sự đồng thuận của cư dân. Trong khi đó, người dân thì cho rằng họ chưa hề được lấy ý kiến về nội dung này. Cái căn cứ của anh Cường vừa đọc về Quang Minh, tức là đã thảo luận với cộng đồng cư dân và được đồng thuận. Chúng tôi chưa được nghe bàn anh Cường bàn về cái này. Mà anh nói ở đây là cư dân chúng tôi đồng thuận là sai 100%. Việc trường mầm non Happy One thuộc công ty cổ phần đầu tư và thương mại tổng hợp Quang Minh triển khai dự án, cư dân chúng tôi chưa phản đối việc họ xây. Chúng tôi chỉ yêu cầu họ có văn bản nào chứng minh rằng các cấp chính quyền như Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận, Ủy ban Nhân dân phường trả lời rằng họ được đi trên con đường mà chúng tôi đã bỏ tiền ra để làm. Nếu như mà dự án Happy World mà được triển khai thì nó tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ về phía cư dân. Còn các cơ quan chức năng lại cho rằng Happy World là hoàn toàn phù hợp với các đồ án quy hoạch kiến trúc phê duyệt chi tiết của Ủy ban Nhân dân thành phố năm 2011, cũng như là đồ án quy hoạch chi tiết của Hoàng Mai năm 2005 và đồ án quy hoạch phân khu năm 2015. Để mà giải quyết dứt điểm được cái việc này, tức là cả về ý kiến của dân cũng như là về ý kiến về cái thực hiện cái nhiệm vụ cho cái xã Âu Trưng trên địa bàn. Đầu tiên là tôi yêu cầu phòng tư pháp, hôm nay phòng tư pháp, các đồng chí về kiểm tra lại hồ sơ và phải làm rõ cho tôi về cái việc mà cái sở hữu cái điều này. Cái việc này là phòng tư pháp sẽ báo cáo riêng ủy ban quận sẽ xem xét về cái việc này. Cái tiếp theo là yêu cầu phòng quản lý đô thị, các đồng chí về kiểm tra và báo cáo với ủy ban nhân quận toàn bộ hồ sơ về cái tổng mặt bằng của trường học. Được biết, khu chung cư Helios Tower đang có hơn 700 căn hộ và 5 tầng thương mại, 2 trường mầm non, 2 siêu thị, 1 ngân hàng, 1 trường học ngoại ngữ và chỉ sử dụng duy nhất một con đường nội bộ xung quanh tòa nhà và một lối duy nhất để ra đường Tam Trinh. Và nếu dự án trường mầm non tư thục Happy World cũng đi chung con đường này, thì liệu rằng hạ tầng tại đây có đáp ứng nổi hay không? Quý vị chuyển sang phần tin tức quốc tế. Sau phiên điều trần trước Hạ viện và Thượng viện Mỹ thì mới đây, ông chủ của Facebook Mark Zuckerberg đã có phiên điều trần trước Nghị viện châu Âu. Tại đây, Zuckerberg đã gửi lời xin lỗi trước Nghị viện châu Âu về lỗ hổng của mạng xã hội do mình sáng lập trong việc bảo vệ các dữ liệu cá nhân của người dùng, với đỉnh điểm là vụ bê bối liên quan đến hãng phân tích dữ liệu Cambridge Analytica. Cuộc điều trần tại Bruxelles diễn ra trước một lượng công chúng hẹp, nhưng cuối cùng đã được truyền trực tiếp trên Internet dưới sức ép của nhiều đảng phái chính trị châu Âu. Tổng giám đốc Facebook Mark Zuckerberg đã đưa ra lời xin lỗi trước Nghị viện châu Âu vì những sai sót như không ngăn chặn được các thông tin sai lệch, bị nước ngoài lợi dụng can thiệp vào các cuộc bầu cử, hay để bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của người dùng với dụng ý xấu. Đây cũng là những điều ông chủ Facebook từng đưa ra trước Quốc hội Mỹ hồi tháng trước. Chúng tôi đã chưa làm hết trách nhiệm của mình. Và đây là một lỗi lớn. Tôi xin lỗi về điều này. Sẽ phải mất thời gian để có sự thay đổi. Nhưng tôi cam kết rằng chúng tôi đang làm điều đó để bảo vệ người dùng.
ông chủ Facebook từ chối trả lời trước Nghị viện châu Âu đối với các câu hỏi cụ thể về việc sử dụng chéo các dữ liệu từ Facebook, về dịch vụ nhắn tin WhatsApp hay việc ngăn chặn các quảng cáo có định hướng. Như từng làm trước loạt câu hỏi từ phía các nhà lập pháp Mỹ, ông Zuckerberg đã đề nghị các nghị sĩ châu Âu được trả lời sau. Tuy nhiên, ông khẳng định Facebook sẽ tuân thủ các quy định của EU có hiệu lực vào ngày 25 tháng 5 tới và một lần nữa nhấn mạnh cam kết của công ty tại châu Âu, nơi họ đang có kế hoạch tuyển thêm 10.000 vị trí mới trong thời gian từ nay tới cuối năm. Tôi tin tưởng vào những gì chúng tôi đang làm, và khi xử lý những vấn đề này, tôi biết chúng tôi sẽ nhìn lại và thấy rằng mình đã giúp kết nối nhiều người dùng và làm tiếng nói của họ có sức nặng hơn tại châu Âu, cũng như trên toàn thế giới. Sự xuất hiện của ông chủ Facebook ở Bruxelles diễn ra chỉ 3 ngày trước khi những quy định chặt chẽ mới của EU về bảo vệ dữ liệu bắt đầu có hiệu lực. Việc tuân thủ của Facebook đối với các quy định mới của EU sẽ được theo dõi chặt chẽ, và đây cũng là nỗ lực nhằm ngăn ngừa sự phát tán những thông tin sai lệch trước khi diễn ra bầu cử tại các nước châu Âu vào năm 2019. Hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới. Tuy nhiên, tới bây giờ thì khả năng hội nghị trên có thực sự diễn ra hay không thì không ai có thể nói chắc được. Ngay bản thân Mỹ, nước liên quan trực tiếp tới hội nghị này cũng đang phát đi những thông tin khá nhiễu loạn. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng rất có khả năng cuộc gặp dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới sẽ bị hoãn. Chúng tôi sẽ theo dõi xem điều gì sẽ xảy ra. Có một số điều kiện nhất định mà chúng tôi muốn, và nếu không đạt được điều kiện đó, cuộc gặp sẽ không diễn ra. Trong khi đó, theo lời của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, phía Mỹ vẫn đang chuẩn bị cho cuộc gặp tháng 6 tới giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, ông Pompeo từ chối đưa ra bình luận về việc liệu cuộc gặp này có thực sự diễn ra hay không. Trước đó, cũng trong ngày 22 tháng 5, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ một quan chức an ninh cấp cao của Seoul khẳng định 99,9% cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vẫn sẽ diễn ra tại Singapore. Đàm phán cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên có thể sẽ diễn ra sau ngày 25 tháng 5, thời điểm các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ kết thúc. Đó là tuyên bố được phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Jung-chan đưa ra sau cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp phía Hàn Quốc Moon Jae-in. Theo phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Jung-chan, cuộc gặp cấp cao liên Triều sẽ diễn ra sau ngày 25 tháng 6. Thời điểm kết thúc cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, hồi tuần trước, Triều Tiên vào phút cuối đã hủy các cuộc gặp cấp cao với quan chức Hàn Quốc để phản đối cuộc tập trận chung này. Liên quan đến sự kiện đóng bãi thử hạt nhân Punggye-ri, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã chấp nhận danh sách các nhà báo của nước này tới đưa tin về sự kiện trên. Động thái thay đổi ý này xảy ra chỉ một ngày sau khi danh sách này bị Bình Nhưỡng từ chối mà không đưa ra bất kỳ lý do nào. Hiện các phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí khác nhau của một số quốc gia, trừ Hàn Quốc, đã tới Wonsan và đang đợi để được giới chức nước này đưa tới bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Việc đóng bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở miền Bắc nước này dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Trong một động thái được cho là nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt của Mỹ, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên bố trục xuất đại biện lâm thời Mỹ tại nước này Todd Robinson vì có âm mưu chống lại chính quyền Caracas. Phát biểu trong lễ tuyên bố chính thức tái đắc cử, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định đại biện lâm thời Mỹ là người không được thừa nhận và ông này phải rời khỏi Venezuela trong 48 giờ tới. Ông Maduro cũng đồng thời khẳng định sẽ đưa ra chứng cứ về những hành vi bí ẩn của ông Robinson. Bên cạnh đó, Tổng thống Maduro khẳng định các lệnh trừng phạt của Mỹ đã xúc phạm thể diện quốc gia của Venezuela, khiến người dân nước này phải chịu nhiều tổn thất. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Venezuela nhằm ngăn chặn nguồn tài chính của chính phủ nước này. Theo đó, cấm các cá nhân và thực thể trong phạm vi quản lý của Mỹ tiến hành các giao dịch mua bất kỳ khoản nợ nào của chính phủ Venezuela. Sắc lệnh cũng cấm mua các khoản nợ của chính phủ Venezuela được cầm cố như là một tài sản thế chấp, cấm bán, chuyển nhượng bất cứ lợi ích cổ phần nào trong bất cứ thực thể nào chính phủ Venezuela có lợi ích sở hữu từ 50% trở lên. Thưa quý vị, chỉ vài ngày sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Cuba khiến 111 người thiệt mạng, ngành hàng không quốc tế lại chứng kiến thêm một sự cố nguy hiểm khi một chiếc máy bay của Ả Rập Xê Út phải hạ cánh khẩn cấp làm ít nhất 53 người bị thương.
Các đoạn video chia sẻ trên mạng cho thấy, phần đầu máy bay mang số hiệu SV-3818 của Ả Rập Xê Út đã tra sát mạnh xuống đường băng, tạo ra một vệt lửa dài khi máy bay hạ cánh. Các hành khách sau đó đã được sơ tán khẩn cấp ra khỏi máy bay. Trong tổng số 151 người có mặt trên chuyến bay, có 52 người bị thương nhẹ và một nữ hành khách bị gãy xương và đang được điều trị. Chiếc máy bay đã phải bay vòng bên trên sân bay khoảng vài giờ vì hệ thống hạ cánh không hoạt động, buộc cơ trưởng phải thực hiện quy trình hạ cánh khẩn cấp. Nguồn tin từ Cục Điều tra Hàng không Ả Rập Xê Út cho biết, chiếc Airbus 330 trên hành trình từ thành phố Medina tới Dhaka, Bangladesh đã gặp sự cố trên do lỗi hệ thống thủy lực. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.